Ủa cái gì? Ở đây có bò hốt không? Có bò hốt không? Có bò hốt không? Vậy lấy ly dâu qua đây. Gì nam tính? Ồ, vô cho nam tính. Cái gì đâu mà gọi kẹt máy hoài vậy ta? Nữa không biết làm cái giống gì. Okay. Trời ơi, công nhận dạo này trình độ ngoại ngữ em lên quá. Lúc trước mới biết ok, thôi giờ này biết thêm yes, no nữa. Trời ơi, anh ơi, tiếng Anh em hay lắm nha. Em nói tiếng Anh như gió, mà cái từ nào khó em đổ qua tiếng Việt. Trời quá. Anh ơi, đợi em lâu lắm không? Này, uống nước đi, uống ly đó cho đỡ tốn tiền. Mệt quá, anh uống được nửa ly vậy đó. Tiết kiệm quá trời, em tiền em cho anh quá trời, mà anh cứ tiết kiệm với em là sao chứ? Mình phải tiết kiệm mình mới giàm giàu được chứ. Anh thương quá. Thương gì, mệt quá, nói chuyện với người cha già kia, tôi gọi hoài không được. Anh ơi, đã gọi nữa nè, trời ơi, khổ ghê. Thiệt á. Sao nữa? Okay. Vụ gì nữa mà nói cha già nó ngọt quá nha, tôi khó chịu quá nha. Trời anh ơi, phải vậy thì mới có tiền cho anh. Thương quá, đừng có giận mà. Anh ngộ ghê, cái mặt vậy mà em thương mới ngộ ghê chứ. Anh ơi. Bởi vậy tôi có cái tài riêng của tôi chứ. Sao rồi, cái vụ cha già đó sao rồi, tới đâu rồi? Thì bữa giờ thì cũng có gửi tiền, lâu lâu gửi cho 100 đô, 200 đô. Bây giờ em xíu nói, vậy? Thì bởi vậy già rồi làm gì ra tiền. Sao đủ xài đó trời, gửi còn 100 đô, 200 đô. Anh đó nha, cứ vậy hoài à. Thời buổi khó khăn mà cứ xài tiền quan phí quá chừng luôn à. Đâu phải anh quan phí đâu, bây giờ cái gì nó cũng lên đó đúng không? Bữa nay cái ly nước cam cũng lên quá trời nè. Mà em không biết làm sao á. Hẹn cái quán không hẹn, hẹn cái quán này hoài mà tối ngày ồn ào muốn chết luôn. Mình làm cái chuyện này mình cứ kín kín. Em hẹn ở đây đông người lỡ lộ hết chuyện mình sao? Em biết rồi, nhưng mà ở đây là quán quen, mình uống riết người ta giảm giá cho mình, tiết kiệm được cái nào hay cái đó chứ. Giảm đâu, bữa nay mới lên thêm 5.000 đó. 5.000 đó hả? Ơi chị này, chị Tư ngộ ghê vậy đó. Ăn uống biết bao nhiêu lâu rồi mà cứ lên giá người ta hoài à. Bởi vì em rầu quá. Sao rầu nữa vụ gì? Tháng này xui quá. Sao này xui, ông không gửi tiền hả? Phải, dính rồi. Ủa dính ổng luôn hả? Dính lâu rồi mà. Không phải, chuyện em với anh kìa. Chuyện em anh dính cũng dính rồi. Dính rồi nhưng mà dính chặt hơn nữa. Dính chặt hơn nữa hả? Đúng rồi, mình càng ngày càng kết chặt. Mình kết hợp nhau mới có tiền. Đúng rồi, dính chặt rồi, đơm qua kết trái luôn rồi. Đơm qua kết trái có nghĩa là có trái cây hả? Em thích ăn trái cây hả? Ăn chung trái cây cho em ăn ha. Sao? Ăn gì? Còn thích hoa gì là mua hoa tặng nữa phải không? Vừa có hoa vừa có trái mới chịu phải không? Dạ, con có bầu rồi ba. Con có bầu thì kêu chứ. Gì? Em có bầu hả? Có bầu rồi. Bầu của anh hay là bầu của con kép già? Trời ơi anh ơi, của anh chứ của ai, kép già hết xí quách rồi. Chắc không? Chắc sao không? Chắc của anh không? Sống chắc. Trời ơi, em thương một mình anh à. Đó giờ em không biết anh, không biết ai ngoài anh hết trơn á. Em nói thiệt, em chung thủy nhất luôn á. Vậy hả? Em không quen ai vậy bạ đâu anh ơi. Em thương mình anh à. Em có bầu. Sắp giàu rồi, sắp giàu rồi. Là sao? Giờ nói cho anh nghe là cũng cái bầu này là con của ai? Là con của anh. Nó là con của ổng. Em nói nó là con của anh. Thì nó là con của anh. Đúng rồi. Nhưng mà nó là con của ổng. Trời ơi anh ơi,
Em nói một lần nữa, nó là con của anh, không phải là con của ổng. Anh biết nó là con của anh. Nhưng mà nó cũng là con của ổng. Không hiểu không? Không hiểu không? Thôi bây giờ anh nói đơn giản vậy nha. Bây giờ nói đơn giản. Bây giờ nó là con của anh. Dạ. Nhưng mà ổng là ba của nó. Hiểu không? Không hiểu. Em không hiểu, anh nói đơn giản em không hiểu. Đơn giản ghê, không hiểu gì hết trơn á. Đơn giản không hiểu, bây giờ anh nói nó chuyên sâu, nó phức tạp hơn chút xíu nha. Bây giờ nó là con của anh đúng không? Nhưng mà mình gạt ổng, mình nói nó là con của ổng. Đó, hiểu chưa? Ê, chuyên sâu phức tạp vậy mà em hiểu đó anh. Trời, em hiểu đó, phức tạp mà em hiểu nè anh. Vậy em thích nó phức tạp không? Đúng rồi, em thích phức tạp. Nói gì hiểu liền. Bây giờ có nghĩa là em phải dụ ổng. Em phải làm cho ổng tin đứa con này là của ổng. Hiểu không? Được không anh? Mình mới có tiền. Hồi xưa nha, ổng chỉ nuôi một mình em thôi. Ổng cung cấp có một khoản trợ cấp thôi. Bây giờ có thêm đứa con thì phải thêm một khoản nữa. Trời ơi, cỡ mấy tháng nữa là anh em sắm nhà, sắm xe đi chơi em ơi. Được hai, không? Hai phần. Chứ em sợ em không tin quá à. Sao? Bây giờ quan trọng là ở em. Em phải làm cho chú không tin chứ. Mình lãnh lương hay sức. Anh ơi, bây giờ, đó giờ em không có lừa gạt ai hết trơn á. Cái mặt em ngây thơ quá trời mà nói gì ổng tin không anh? Em sợ người ta không có tin. Em ngây thơ sao em gạt đừng dính không hay vậy? Thì do trời giúp đỡ thôi chứ em không biết lừa gạt ai hết trơn á. Thì bây giờ trời giúp đỡ em cộng với cái vốn tự có của em đi. Bây giờ khả năng, cái năng khiếu bẩm sinh của em bộc phát ra đi sao mà em làm sao cho ông tin đi. Dạ em sẽ cố gắng hết sức nha. Chứ em không biết là có được hay không á nha. Nhưng mà bây giờ không. Vụ gì vậy, nói gì? Gọi nó hôn trời ơi. Ok. Wow, Hoàng Anh mà. Hoàng Mã tới liền hả? Chết rồi, anh ơi. Cái gì, vụ gì mà anh có Hoàng Anh Mã sờ mó ở đây? Ổng tới liền rồi, ổng hỏi em đang ở đâu rồi. Ổng tới nè, chết rồi, bây giờ anh. Ổng tới đây hả? Tới đây, bây giờ anh đi. Đúng rồi, anh làm cái chuyện gì khác đi. Nấp, đừng có nấp. Không, anh làm bồi bàn đi, Gì, đánh như bồi bàn. Trời ơi, tướng bồi bàn vậy là sang lắm rồi đó. Thôi, kiểu cho cái làm khác đi. Rồi, đi hút rác. Không chỉ để làm lọc bồi bàn. Lẹ đi. Tới rồi, điện thoại nữa nè, trời chết rồi. What's she? Bây giờ bồi bàn là làm gì? Bưng nước uống nước. Đúng what's she? Mày xuống đây đi. What's she? Tao người nước ngoài mà tao nghe là tiếng Việt nha. Mày nói điện thoại tao nghe với gọi hả? Điện thoại tao ba chức năng á. Nghe, gọi với chọi á. Mày đứng ngồi tao chọi một cái bà mày vào đây không? Vô đi. Anh uống gì? Gì? Cái gì mà nó có là lam tính chút xíu không? Lam tính là uống cái gì? Ở đây có bò hút không? Có bò hút không? Có bò hút không? Vậy lấy ly dâu qua đây. Gì lam tính? Vô cho lam tính. Anh qua đây ngồi cho nó dài. Bồi dâu à. Nói nghe là nói tiếng Việt đi. Để nói tiếng Tàu nghe không hiểu. Vì hãy nói tiếng Việt nha. Biết thì nói, không biết thôi đừng nói. Không có biết nữa đại. Bây giờ nói tiếng Việt với nhau nha. Tiếng Việt nha. Bây giờ cúp máy được chưa? Thôi cúp đi, cũng mỏi tay lắm á. Bây giờ là nói tiếng Việt với nhau để cho dễ hiểu ha. Dạ dạ. Lâu quá không gặp mũi ra đây hỏi thăm mũi xíu. Dạ. Xe tay đi ra ra sao bác sĩ à? Bỏ tao nói sẵn nhỉ nha. Cái tay chứ, bỏ tao nói hình sẵn nhỉ. Nói tiếng gì vậy? Quên ha. Nói tiếng Việt cho nó hiểu, đừng có nói tiếng Lào gì khó nghe lắm. Đúng rồi, cũng nói tiếng Việt đi ha. Bỏ tay, không phải, thôi bây giờ nói tiếng Việt. Dâu à. Em cũng nhớ anh vui lắm đó nha. Em sẽ không. Thương quá. Dạng ha. Qua. Ủa, để nước vô. Dịch chỉnh như sao để vô được. Không đi. Cảm ơn ông nội. Thằng này là công an khu vực hả? Không phải. Sao nó chửi mình dữ vậy?
nó bị thất tình đó anh. Nó đang bị trầm cảm vì cái thần kinh của nó, con bồ nó bỏ nó, xong rồi nó thấy con bồ nó nắm tay cái ông già khác, cái xong rồi nó bị điên á, bây giờ thấy ai hạnh phúc nó muốn đâm người đó vậy đó. Ây da, xỉ rồi, có nghĩa là bị tâm thần á. Đúng rồi. Ây da, kêu người bắt nó đi, lũi nhiệt nó đi. Bắt nó là con của bà chủ đó anh ơi. Con bà chủ hả? Con bà chủ, cho nên bây giờ thấy ai hạnh phúc mà nó đâm đó anh. Ây da, xỉ da, da môn bất hạnh vậy. Bây giờ ngồi đi, không nắm tay được hả? Không có nắm tay. Ây da, đi quán khác đi. Thôi được, ngồi đây đi, em thích không khí đây nó yên tĩnh nè. Yên tĩnh hả? Nãy giờ thấy ồn muốn chết luôn à, xe nó chạy quá trời. Em quen ở đây rồi. Quen rồi hả? Thôi rồi. ok thôi đi. No lúp lùm. Nên mình đâu có làm gì đâu núp lùm anh. Không anh á, núp lùm á là cái sự dắt dối á. Cái núp lùm. Anh em ngu lắm, em cũng biết là no problem. Kệ, không biết cầm problem mới núp, có cái lùm là biết là dắt dối rồi. Hay quá. Anh ơi. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ mua đen quá, đeo kiến đeo một gọng thôi hả anh? Không. Cái này là ngày xưa là có hai cái đó, nhưng mà tại vì xuống xe hơi á, lật mạnh quá nó rớt rồi. Vậy đó hả? Nó rớt mạnh cái nó nghe con là biết nó rớt một bên rồi. Rớt một bên rồi nhưng mà cũng đeo hả anh? Cũng đeo đó, rớt mặc dù rớt hai tròng mắt nhưng mà vẫn đeo. Ủa anh, xin lỗi anh. Xỉ à. Ủa anh ơi, ủa cái kiến không có tròng mắt mà anh vẫn đeo được hả? Tại vì ngứa con mắt bên phải, lỏ con mắt bên trái, nhưng mà đeo mắt kiến nó bảo vệ hai con mắt á. Nhưng mà đeo mắt kiến vậy là mà nguy cơ mù như chơi vậy đó hả? Mù như chơi vậy. Hay quá, ôi thương quá. Hả? Nó ghen. Cái mặt nó giống cái con gì kỳ lắm mà. Nó giống như con linh cẩu hay không gì. Không phải đâu, con... 101 con cho lơm. Gì vậy? Ai tưới cây hả? Không phải, con chim mới đi toilet. Ây da, xỉ ngộ rồi. Ghê quá, ngồi ở đây mất vệ sinh ồn ào quá. Thôi mà vô vấn đề chính đi. Lâu quá dơ quá, bây giờ Holly cần họ giúp đỡ cho cái gì không? Giúp chứ, thương quá trời thương luôn á. Thương quá. Nó đâm rồi. Nó ngứa rồi kìa, thấy chưa? Trời ơi, cái này là vì hoàn cảnh thôi chứ không có muốn đâu. Anh ơi, em báo cho anh biết một tin vui của chúng ta nè. Tin vui gì cơ? Em có thai. Có thai rồi phải không? Có biết mà. Có thai là có thời gian đúng không? Thai tiếng Anh là thời gian. Như vậy là thu xếp được thời gian đi chơi rồi. Đi Vũng Tàu hay Mũi Lẹ. Em có bầu. Có thai đi mua bầu. Như vậy là mua bầu là có mua pí không? Hay là mua mướp luôn? Mình làm ba món pí mướp với bầu làm một món canh đó là cũng ngon á. Nhưng mà nếu bầu không thì mình ăn mà ướp gia vị hay là xào thịt bằm cũng được. Em có baby rồi. Bách dạ. Em có baby với anh rồi. Em có baby. Yeah. Với anh. Yeah. Giỡn vui quá. Giỡn vui hay sao? Không có giỡn, nó thiệt á. Anh với em có baby hả? Có baby rồi. Ba tháng sinh đôi, một trai một gái. Wow, hay quá ha. Ngồi lì chưa mà. Rồi. Có làm gì đâu mà baby. Có rồi. Có. Rồi. Lắm tay không lẽ cũng có con hả? Mới lắm tay thôi đó. Nắm tay rồi có ôm rồi. Trời ơi, ôm nữa kìa. Nó lầm. Người. Để điện thoại lên nói chuyện. Nó lầm. Ây da, xỉ rồi. Anh gọi cho em đi, anh gọi đi, tốn tiền lắm. Quế. Bây giờ sao? Có ôm rồi, có ôm rồi. Qua ôm hồi nào vậy? Ôm hồi hôm bữa đó. Sao em nhớ được? Qua mà ôm cũng có con hả trời? Có, ôm là có con rồi đó. Cái gì qua đây, đó lầm. Chú ý chỗ khác, Alo. Alo. Không lẽ ôm cũng có con hả? Ôm rồi hôm bữa anh xỉn em không nhớ gì hết trơn hả? Hôm bữa xỉn mà làm cái gì? Ây da! Nó điện thoại nhỏ vậy, lỗi của nó cũng lầm đó hả? Quên. Cũng cần gì đó. Bạn già nó lầm bằng con cò á, xỉ rồi. Nó lầm bằng con cò kìa. Anh ơi, giấu vũ khí vô đi. Ăn hột dưa không? Không, qua hột dưa. Lấy muối gạo không? Không. Mày xỉ dập mắt, mày ly quán khác đi em ơi. Thôi được, ở đây vậy thôi chứ dễ thương lắm á, không có làm gì hết trơn, mà làm là chết thôi. Vậy hả? Anh ơi, bây giờ cúp máy đi anh, nói vậy kỳ lắm anh. Bây giờ, có con thì hả? Có ôm rồi, xong rồi cái chuyện sau đó là anh quên hết trơn rồi hả? Thôi bây giờ, kệ coi như là tạm nhớ đi. Và bây giờ ngồi phải làm sao?
Anh ơi, giờ em thương anh, với em muốn có con với anh đó. Bây giờ ông trời cho mình đứa con này rồi, không mấy anh chu cấp cho em đi. Đúng vậy. Con là phải chu cấp ra. Phụ huynh học sinh mà. Dạ đúng rồi, chu cấp ít ít thôi. Ít ít thôi. Đừng có nhiều. Bây giờ là phải tiết kiệm mà. Đúng rồi. Bao nhiêu là? 5.000. Ờ, 5.000 hả? Ê, có 10.000 là đưa luôn. Đưa 10.000 luôn hả? Đưa 10.000 luôn tiền việc làm ha. Ok. Dạ, lấy cái mặt này. Tiền đô. 5.000 đô ít ít thôi. 5.000 đô quy ra cái có 120 triệu hả? Ít xịt tha. Ít xịt tha, có 120 triệu thôi. Có 120 triệu thôi. Được không anh? Dạ. Bây giờ ngồi con của chúng ta. Con của chúng ta. Yeah. We are baby. My baby. Bây giờ ngồi lại chút xíu. Có con da thì con da đi. Bây giờ lại chút xíu ha. Đi đâu đi đâu? À Ly báo công an. Báo công an? Ủa công an đâu có quen mình đâu, báo tin vui cho ảnh chi. Báo công an để người ta biết, người ta lại người ta giúp đỡ cho mình. Thôi em cần anh giúp đỡ thôi à, công an phiền. Công an mới giúp được. Không, công an phiền lắm, em không, công an mới bắt em lượt á, hiểu không? Bắt em làm gì, trời bắt em vô chậu. Tại vì em lừa gạt ngộ á. Đi làm nhưng mà bị liên hả? Ê, ôi dạ, chắc quá khùng nha. Họ biết Ly lâu rồi. Về Việt Nam đã nghi rồi ha, tưởng họ bị ngu hả? Trời đất ơi, Ngô có làm ăn được cái gì đâu mà có baby. Có mà, hôm bữa anh có làm chứ bộ. Làm cái gì? Anh rất là sung sức chứ bộ. Đúng rồi, hôm bữa Ngô có sung nhưng mà Ngô không có sức. Nhưng mà anh đã có qua đêm với em rồi. Dạ thưa, có qua đêm nhưng mà lầm không mà ngồi vũa móng làm móng chứ đâu có làm cái vụ kia đâu hả? Cây viết mà không có mực sao có baby được. Nhưng mà dù sao anh cũng đã xài em rồi thì anh phải có chịu trách nhiệm với em chứ. Xài ai dạ, ngồi xài lìa xài ông nội ngồi lìa không xài ngồi thôi. Cái iPhone này á lỗi á, à, lấy cái điện thoại này nè, lỗi cái iPhone là trời đất ơi, cái điện thoại mày có 600.000, cái iPhone 60 mấy triệu. Trả lại. Không. Ây da, không tự nhiên còn mạng xuống cái chết. Trả ra. Nhưng mà cái chuyện có con là có con với anh thiệt á anh ơi. Em mới thiệt á, biết đâu bữa đó. Con của ai? Con nói đi, con của ai? Con của Ngộ. À vậy đi. Con của Ngộ. Ngộ là tôi. Còn nói tôi là phải nói khác. Nói cái gì? Con của Lị. À con của Lị. Không, Lị là tôi. Lị là tôi, con của Lị đây. Con của Ngộ Lị. À Lị cũng ngộ ha. À, Lị cũng ngộ à, Lị cũng ngộ lắm á. À, anh ơi bây giờ có con anh đừng bỏ em về tội nghiệp, em không có lừa đảo rồi. Ngộ không bắt Lị hả? À, không mang ha, không mang. Anh ơi, ba, anh ơi gọi công an cho anh ơi đi ơi ba ơi. Dạ, dạ con của Ngộ. Nó là sao? Dạ. Lị là con của bà Bàng hả? Con. À mày là con của nó. Không phải. Tao nãy giờ mày xạo. À mày có con lớn vậy hả mày? Lẽ con da mà mặt già mà xấu mà nãy giờ lòi lâm tao đó, tao bắt hai mẹ con. Dạ con năn nỉ, chú. Chú có gọi không ạ? Ba của đứa trẻ trong bụng em. Em biết rồi, số em xui lắm. Ba của đứa trẻ thế nào con em cũng xấu quá rồi, nhưng mà em lỡ thương đó rồi. Hai người đồng mặt ha. Tôi nói cho là biết hên là ngồi chưa lừa tiền cho Lị nha. Làm ăn lương thiện đi, con gái cũng lẹp lẽ mà đúng không? Cái mặt mày lên mà nói tôi sinh viên mà tôi nghi rồi. Cái mặt mày sinh viên cái gì? Mày sinh tiền á, sinh viên. Rồi, tiếp viên sinh tiền. Mới lừa gạt gì đâu, tội nghiệp lắm tôi. Mày đang có sao? Đỉnh cái mỗi mày chê chê là tao ghét rồi. Đỉnh nhờ chú đi, còn trẻ lo đi làm ăn đi, đi lừa gạt tiền người ta hả? Có ngày tao báo con ăn bắt hết tụi mày á. Nhưng mà làm bây giờ phán xe. Dạ. Hê! Hey, taxi! Kêu dùm chiếc xích lô coi. Trời. Ủa gì kìa? Trời tưởng sang lắm, kêu taxi kêu dùm xích lô. Trời ơi gì. Anh cũng vậy thôi à. Không có hơn gì người ta đâu. Cũng chẳng làm ăn được cái gì hết à. Tôi tưởng ngon ăn lắm. Cuối cùng không có được cái gì hết. Tại em không khéo, ông dụ ổng thôi, ổng bị phát hiện. Khéo cái gì? Đàn ông cho bạc ngược, không phụ giúp được gì cho tôi hết trơn à. Thì tôi đã lòng tin anh. Bực bội à. Alo. Honey hả? Honey đang ở đâu vậy? Honey nào nữa? Ok, em tới liền nha. Rồi. Cô đi đâu vậy? Ai hả? Người cha thật sự của con tôi. Đây à? Cha của con cô. Con tôi đâu? Tự bày mưu về tự hại mình luôn.
này ơi bà nội ơi. Điện thoại tao ba chức năng á, nghe gọi cuộc gọi á, mày đứng ngồi tao gọi mày cái bà mày giờ đi không? Lấy muối gạo không? Ủa, mày xuống dập nó thì mày đi quán khác đi em ơi. Thôi đúng.